Xin kính chào các quý vị. Sự đi tìm một sự hoàn hảo trong một bộ dàn thì luôn là một cái điều trăn trở của trong người chơi audio, và cũng đã lâu rồi. Hôm nay tôi lại xin được trải nghiệm cùng các bạn là bóc mới cặp loa Magico A3 đến từ hãng Magico của Mỹ, và chúng ta sẽ tìm xem một cách phối ghép thế nào. Vì với dòng prepower của Michi này thì tôi biết đó là một bộ prepower thiên về những giải âm trung, cho một âm trung rất là đẹp. Và hôm nay tôi muốn tìm xem cái sự tương thích, cái sự phối ghép với cái dòng Magico A3 thì nó đem được sự hoàn hảo đến đâu. Với dòng Magico A3 này thì với một hãng thì đây mới chỉ là cặp loa nhập môn và có cái giá là trên 10.000 đô. Nhưng với các hãng khác thì đã đứng trong một phân khúc rất cao rồi. Nhưng dòng Magico A3 này thì vẫn được thừa hưởng những cái công nghệ rất cao của hãng. Đầu tiên nói đến cái cân nặng của cặp loa này thì tôi rất ấn tượng với trọng lượng cân nặng đến 50 kg. Và một điều rất đặc biệt của dòng Magico A3 này đó chính là làm bằng toàn hệ thống bằng nhôm khối, đó là nhôm T610 để chuyên sản xuất ra các máy bay, linh kiện máy bay. Và với một cái chiều cao thì đây cũng là một cặp loa tương đối là lý tưởng để đẩy trong cái phân khúc của nhà người Việt mình. Và cặp loa này thì nó có một cái rất hay, tức là cái chiều rộng là nó chỉ có 23 phân thôi, chiều sâu là 27 phân và chiều cao thì hơn 1m1. Và loa này thì làm loa làm thùng kín, nên khi các bạn có thể để gần tường hoặc xa tường thì cũng gần như là không bị ảnh hưởng nhiều tới các sóng âm, vì trọng lượng cặp loa này nó rất là nặng và nó đứng được trên một bộ chân côn, tức là chân côn làm rất là chắc chắn, bắt chặt vào loa và sau đó sẽ có các cái chén hứng để mình đứng ở dưới. Và khi các bạn nhìn cảm thấy khi tôi ẩn cái loa này thì các bạn có thể nó dịch chuyển cả một hệ thống nha, chứ nó không bị rung lắc này. Nó không tạo ra cái sự rung lắc như những dòng loa khác khi đó là những thùng gỗ và là có độ nhẹ. Và cặp loa này thì nó có 4 driver, tức là 3 đường tiếng, nhưng mà tôi thấy thích nhất là chính là cái dải trung và trung cao, chính là hai cái driver trên này. Với giải chép của cặp loa này lên tận 50 ki thì tôi nghĩ đây là một cái chép rất là sáng giá và cũng đã được rất nhiều các hãng loa lớn như thế giới ưa dùng, đó như là Foco, đó là Robot Arakis, đó là những chép Beryllium đó. Nên cái chép này nó có một cái giá trị rất là đặc biệt, nhưng khi các bạn nghe thì các bạn mới thấy cái sự khác biệt giữa những chép này với cả những chép đôm lụa rồi đôm bằng anu, tức là bằng nhôm, thì sẽ thấy sự khác biệt của dòng chép này. Và với một cái chiều rộng, tức là cái đường kính lên tới 2,8 cm, thì cái chép này lên cho người nghe đến tận cái công cái giải cao lên tận 50 ki. Và phần dưới ngay chép này thì chính nó driver ở giải âm trung và được làm bằng công nghệ là đây là làm bằng những sợi carbon, nhưng mà đã được phủ lớp crepher ở ngoài này để làm cho tăng độ cứng, nhưng mà lại rất là nhẹ. Nhưng mà cái mình nhìn bên ngoài này thì mới chỉ thấy một cái mặt của mặt carbon crepher này phủ bên ngoài vào một cái vành gân loa này, nhưng cả một hệ thống đằng sau thì hãng khuyến cáo đây là một loa là có một cái đường kính của cái voi côn là rất lớn, để đường lên 7,5 cm, bằng voi côn bằng làm các chất liệu đặc biệt và nam châm cực kỳ mạnh, crown mạnh, nó là neodymium đó. Nên khi mà các bạn nghe những dòng loa này thì các bạn mới tìm thấy được một cái chất âm nó rất là khác biệt so với cả một số các dòng loa khác. Và tách rời xa giữa giải cao và giải trung thì là hai cái subwoofer, tức là người ta gọi là giải trầm ở phía dưới này, thì được làm bằng công nghệ nanotech, được phủ rapper đó. Và giải trầm này tại sao người ta làm xa thì thứ nhất là nó nằm ở rất là gần với cả cái phân tần ở phía dưới, hai là gần với cọc loa. Nhưng mà cái quan trọng cuối cùng là trong này, trong thùng loa của bên hãng Magico này, người ta sẽ làm cái ma trận, tức là người ta tách gần thì tách rời hai cái phân trần này ra để nó tránh bị rung chấn, vì dòng loa này là dòng loa thùng kín nên nó không có đường lỗ thoát hơi để tăng độ nhạy như các dòng loa khác. Nên khi người ta đã làm thế này là người ta đã phải xử lý rất là tức là về cái công nghệ để tìm những cái thuật toán ma trận để làm sao đưa cái giải trầm này xuống tốt, sâu xuống tận 22 hertz, nhưng mà cái quan trọng là không bị ảnh hưởng tới giải loa trung và giải loa cao. Thì đó chính là hệ thống bên được dùng một cái công nghệ, tức là dùng crossover này thì với công nghệ Elite độc quyền của hãng và thêm được một bộ lọc nguồn của kỹ sư người Đức nhưng mà đã sang làm và sống lâu năm ở Mỹ, đã kết hợp cùng làm ra một bộ lọc nguồn, tức là để lọc sạch
của cái đường tiếng của loa này lên đó là chính là kỹ sư Lidit. DB tức là đây là một kỹ sư rất là giỏi về công nghệ và hãng đã chú trọng để làm các vấn đề đó, tức là khi đường tiếng ra nó sẽ, tức là đường tiếng ra nó sẽ cho một cách tự nhiên và trung thực và sạch, thì đó chính là cái phần nguồn của các bạn đầu tiên đưa vào tín hiệu đầu vào, đó chính là phần CD hoặc là LP, hoặc là nhưng mà phải qua cái phần âm ly thì khi đưa vào loa này thì đã được xử lý một cách triệt để. Và cọc loa này thì chỉ đánh một cọc cầu đơn đằng sau thôi, rất là đơn giản nhưng mà hiệu quả. Nhưng mà đấy là một cọc cầu đơn của WBT rất là chất lượng. Đó là những điều tôi muốn nói về cặp loa này. Và cặp loa này thì có một độ nhạy, tức là cũng không phải là quá cao, nó chỉ có 88 dB trở kháng 4 ohm, nên nó cũng đòi hỏi một cái âm ly cũng rất là phải có phân công suất nội lực. Nhưng cái quan trọng đó là cái âm ly đấy, để đánh cái cặp loa này cho ra một cái chất âm tiếng tự nhiên hoàn hảo thì phải là những âm ly như nào. Thì hôm nay tại Thiên Hà chúng tôi kết hợp với dòng Magico này, đó chính là một bộ đôi đến từ hãng Rothel. Rothel này có thế mạnh là những cái giải về giải âm chung, nghe rất là tươi sáng. Và cặp đôi này thì cũng là cặp tham chiếu của hãng, đây là chính là Pre 5 và S 5. Và với công suất danh định lên tới 500W trở kháng 8 ohm, 800W trở kháng 4 ohm, thì tôi nghĩ hôm nay cặp bộ đôi này sẽ kết hợp với nhau tương đối là hoàn hảo. Vì lúc trước tôi cũng đã nghe thử và đúng như những gì tôi dự đoán, tức là cặp bộ đôi này đã cho được một cái lộ diện được cái giải chung và cái chép của dòng Magico A3. Còn giải trầm thì tôi nghĩ là cũng không tệ một chút nào khi với công suất lên tới 800W thì đã được một cách xử lý triệt để. Nhưng mà cái độ lan tỏa của cái dòng Magico A3 này thì nó lại hơi khác một chút, vì nó là loa thùng kín nên khi mình nghe mình xuống thấy nó rất là nhẹ nhàng nhưng mà sâu. Vì theo khuyến cáo của hãng, dòng Magico A3 lại xuống tận 22Hz, thì các bạn yên tâm với một cái súp chất lượng cực tốt cũng chỉ xuống đến 16-18Hz. Mà đây người ta đã khuyến cáo 22Hz, lại còn đây là đôi bát kép nữa thì lại càng hoàn toàn yên tâm. Với những cái bộ đôi ghép như này thì chúng tôi vẫn ưa dùng CD8 Tubi đến từ Metrodome, vì đây là một đầu tham chiếu mà tôi cũng dễ rất thích. Thứ nhất là nó có phần suất âm đèn, cái thứ hai đó là nó dùng bằng các công nghệ của Pháp, và đây là một hãng chuyên dụng của Pháp mà chuyên sản xuất ra những bộ cơ Sansport và CD hoặc CD player thì nó là thượng đẳng rồi. Đó. Nên tại sao hôm nay tôi muốn nói là đi tìm một sự hoàn hảo trong hệ thống âm thanh này. Và giá trị của bộ này thì cũng đối với nhiều người nhiều tiền thì cũng rất là nhiều, nhưng đối với cả những người người ta có điều kiện thì cũng đâu có phải là lớn. Nhưng cái quan trọng là sự hoàn hảo trong màu sắc âm thanh. Và bây giờ cũng không phải để các bạn đợi lâu, chúng tôi sẽ có những cái bản test ngay để cho các bạn có một sự cảm nhận. Và các bạn hãy nhớ đến Thiên Hà Audio chúng tôi, điểm đến của người yêu nhạc. Khóc cho vơi đi những nhục hình, nói cho quên đi những tội tình. Đời con gái cũng cần dị vãi, mà em tôi chỉ còn tương lai. Mai về sau nước mắt có cạn, khi xa đời thương cho đàn con. Triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa lệ xóa cho em được không những kỷ niệm đã. Lời nói trên môi ngày xưa có còn được cho em giây phút mặn nồng, giữ cho em mái tóc bồng. Lời anh nói sẽ còn mãi đây, chuyện mai sau xin gửi trên tay. Thank you.
rồi cũng về lại phố xưa, về trong mùa thu bồi hồi làn mưa lối vắng. Rồi cũng về lại phố quen, về trong tình em dịu dàng. Lại đi bên em bình yên, cơn gió lang thang về chốn quê nhà, về nghe con sông từng đêm dì dào bên ta nỗi nhớ khơi xa. Lại nghe yêu thương trao dâng lòng tôi, và nghe khát khao trong tiếng em cười. Dù mãi cách xa người ơi, tình yêu này vẫn còn mãi trong tôi. I've been gone much longer than I care to be. Take me back to Alabama, where the heart of Dixie waits for me. And the heart of Dixie beats for me. Too many years have passed since I've been home, and I don't know what's changed since I've been gone. Oh, I know it's just as beautiful as I recall, and I can't hardly wait to see it all. To the moon and Birmingham, to the white sandy shores of Alabama. Oh, Alabama, the beautiful where I was raised. And I don't know just what took me away. Vâng, với những đĩa test vừa rồi thì tôi sử dụng rất đa dạng các nguồn đĩa để tôi test, để tôi cảm nhận xem cái màu sắc âm thanh thế nào. Và hôm nay đã tìm ra được mảnh ghép cuối cùng, đó chính là cặp Magico A3. Đây là một ngôi sao sáng của trong audio. Các bạn thấy hay thì hãy theo vào Thiên Hà Audio chúng tôi để có một sự trải nghiệm. Và nếu các bạn mua trong phân khúc trên dưới 10.000 đô thì hãy một lần lắng nghe thử Magico A3 cất tiếng lên xem như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.